hòa Casper Inverter tiết kiệm điện chuẩn 5 sao, bảo hành máy nén 12 năm, tiền điện chỉ từ 4.000 đồng một đêm. Và tiếp theo sau đây chúng ta sẽ cùng đến với đội hình ra sân của đội chủ nhà câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Luis Antonio là người đá cao nhất trên hàng công, hỗ trợ phía sau anh là Amit Thái Sơn và Lâm Thi Phong. Ở phía sau bộ đôi tiền vệ trung tâm là Ngọc Tân và Ngọc Hà. Bộ tứ vệ hậu vệ đó là Viết Tú, Thành Long, Tiến Thành và Thái Bình, và đứng trong thành là thủ thành Xuân Hoàng. Đôi là đội hình ra quân bên phía câu lạc bộ Hà Nội, họ chơi với sơ đồ đó là 3-4-3. Họ giữ nguyên đội hình so với trận đấu bán kết nước Thể Công Viettel và chỉ có thay thế một vị trí, đó là Văn Trường thay thế cho Everton ở trong trận đấu ngày hôm nay. Ba trung vệ đó là Duy Mạnh, Thành Trung và Tim Hồ. Các tiền vệ đó là Văn Trường, Hùng Dũng, Xuân Mạnh, Văn Xuân, và ba cầu thủ trên hàng công quen thuộc đó là Tuấn Hải, Văn Quyết, Hai Long. Rất hợp lý. Đưa bóng vào, đánh đầu. Pha tấn công đáng chú ý đầu tiên ở trận chung kết này với cú đánh đầu của Luis Antonio. Và người đã có đường truyền cho anh chính là Amit. Văn Trường vẫn còn. Hải Long đưa bóng vào. Dứt điểm. Không vào. Đây là câu trả lời của câu lạc bộ Hà Nội. Sự kết nối rất tốt trong tình huống phối hợp sở trường của các thủ câu lạc bộ Hà Nội. Hải Long chạy xuống nách trung lộ, sau đó tạt bóng vào trong cho Xuân Mạnh tung ra tình huống bắt vô lê. Tuấn Hải vẫn đang là Tuấn Hải. Đưa bóng vào. Vẫn chưa dứt điểm được. Văn Quyết. Cú đá đi chệch cột ra khung thành. Thật sự sắc nét khi mà Văn Quyết đã ngắm nghía ở góc xa rồi. Và dứt điểm bằng mù rất tốt của Văn Quyết, nhưng bóng lại đi chạy khung thành. Trước đó là pha phối hợp rất tốt của Văn Xuân. Duy Mạnh chuyển chính xác, đập nhà hay. Hùng Dũng, Xuân Mạnh đưa bóng vào. Có khoảng trống, sút. Không vào. Đó là một tình huống phối hợp tấn công có nét của câu lạc bộ Hà Nội. Người đá dứt điểm cuối cùng là Lê Văn Xuân. Khá nhịp nhàng. Trong đầu hiệp đấu thứ hai chúng ta cũng đã thấy nhiều hơn những pha phối hợp có nét của câu lạc bộ Hà Nội. Cú đá đi vọt xa. Đó là pha dứt điểm của Hai Long. Có khoảng trống bên cánh trái. Lâm Thi Phong. Sút. Lâm Thi Phong. Đó là một nỗ lực với một cú đá nguy hiểm của Lâm Thi Phong. Văn Hoàng đã phải cực kỳ cảnh giác trước cú đá này. Cú lốp bóng. Có khoảng trống. Tá Quê. Không phải là của nhà bóng lại. Vẫn là đường chuyền vào trong. Rất đáng tiếc. Trong tình huống vừa rồi, Tuấn Hải đã quyết định dứt điểm chứ không phải là một đường chuyền dành cho Hải Long. Ta cùng xem lại pha bóng này. Đây là tình huống mà Ta Quê hoàn toàn có thể nhả bóng lại cho Văn Quyết. Luis Antonio. Thái Sơn. Rất hợp lý. Amit. Văn Hoàng đã chủ động khép góc và đoán trước pha phập 1-2 này. Sau khi được đưa vào sân thì Ta Quê có 1-2 tình huống xử lý và anh cũng chưa thể có được 1-2 pha bóng tạo ra điểm nhấn lớn. Trọng tài Usman Bin Zaman đang được xem đi xem lại tình huống này. Đó là một chiếc thẻ vàng dành cho Ta Quê. Hài lòng. Tài Quê, Văn Quyết. Đó là pha bằng vào vẩy má ngoài rất nhanh của Văn Quyết sau đường truyền bằng đầu của Ta Quê. Vẫn còn. Hải Long
đưa bóng vào. Không được, hơi sâu một chút. Rất tiếc cho đường chuyền vừa rồi. Và lúc này thì tiếng còi của trọng tài Usman Bin Zaman đã vang lên. Hai hiệp chính đã khép lại với kết quả hòa không đều và hai đội sẽ đến với loạt đá luân lưu đầy may rủi để quyết định chức vô địch của Cucuza Kasper năm nay. Đỗ Toàn. Tỷ số luân lưu là 1-0 dành cho câu lạc bộ Hà Nội. Antonio. Quá chính xác. Mặc dù thủ môn Văn Hoàng đã đoán được hướng bóng nhưng không thể cản phá. Lực đi quả đá phạt của Antonio là rất tốt. Hùng Dũng và cú đá của anh rất chính xác. Cú đặt lòng đã hoàn toàn đánh lừa được Trịnh Xuân Hoàng. Nhìn những động tác của Xuân Hoàng, chúng ta gợi nhớ tới thủ thành từng chơi cho câu lạc bộ Liverpool, đó là Jesse Dudek. Đến đó không vào. Một pha đá phạt có vẻ như hơi hiền của Đình Tùng. Thủ môn Văn Hoàng đã phán đoán đúng hướng bóng. Sẽ là hướng sút nào đây? Văn Tùng. Rất hiểm hóc. Thêm một cú đá ở góc rất khó. Thanh Bình. Quá chính xác. Rất khó cho Văn Hoàng nếu như có đoán được hướng bóng. Tỷ số luân lưu được rút ngắn xuống còn 2-3. Trong mặt của Hải Long thì chúng ta cũng thấy rằng anh đứng trước áp lực không hề nhỏ. Hải Long. Tỷ số luân lưu được nâng lên là 4-2 dành cho câu lạc bộ Hà Nội. Lâm Thị Phong. Quá chính xác. Đánh lừa được thủ môn Văn Hoàng. Rất hồi hộp. Tà Quyên. Không vào. Kịch tính. Vô cùng kịch tính. Cú đá đã bị cản phá bởi Trịnh Xuân Hoàng. Hy vọng một lần nữa được thắp lên. Rất chính xác. Như thế này thì khả năng cao là Văn Quyết có thể đá luân lưu đây anh Quang Long ạ. Xuân Mạnh. Cú đá hoàn toàn đánh lừa được Xuân Hoàng. Khá bình tĩnh. Rất chính xác. Không có sai lầm nào cả. Số là 5 đều. Tỷ số luân lưu là 5 đều. Nào, chúng ta cùng xem cú đá Đình Hai và Xuân Hoàng. Dứt điểm. Tỷ số luân lưu được nâng lên. Và lượt ba thứ 7 đã thành công anh Xuân Tín ạ. Thành Long vẫn thành công. 6 đều. Một tình huống đá vào chính diện của Thành Long. Thành Trung. Anh đã đánh lừa được Xuân Hoàng và tỷ số được nâng lên là 7-6. Rất bình tĩnh, lấy đà chậm chạp. Quá chính xác. Rất hay với cú đá vừa rồi của Trương Thanh Nam. Quân Bình tỷ số 7 đều vào lúc này. Duy Mạnh. Rất chính xác với cú đặt lòng này của Duy Mạnh. Cực ổn với cú đá. Thái Sơn. Nhẹ nhàng, hiểm hóc và chính xác. Tỷ số là 8 đều. Đội trưởng bên phía câu lạc bộ Hà Nội, anh Tín, thế như nào anh Tín ơi? Văn Quyết không thành công tận. Đó là vấn đề về tâm lý. Trong tình huống rồi thì thủ môn Văn Hoàng, thủ môn Xuân Hoàng cũng đã phán đoán rất chính xác. Có đến hai thủ môn hay không? Như vậy là Đông Á Thanh Hóa đã giành chức vô địch. Trọn vẹn đối với Đông Á Thanh Hóa. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.